Chuẩn bị đến Noel thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bí quyết làm những món quà ý nghĩa để tặng cho người thân, người thương hay người yêu, một món quà Noel thật ý nghĩa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc ốp điện thoại smartphone phát sáng. Ở đây thì mình có một chiếc phôi của iPhone X. Ốp phát sáng thì các bạn sẽ in ảnh lên chiếc giấy trong này nhé. Và đây là giấy dạ quang để phát sáng. Và đây là một tấm kính cường lực. Các bạn sẽ chuẩn bị như vậy thôi thì các bạn sẽ làm được một chiếc ốp phát sáng rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ làm cái quy trình cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì các bạn phải gắn lên cái tấm ảnh, một tấm kính cường lực cho nó cứng cáp trước đấy. Đây mình để bật máy ép lên. Các bạn nhớ đừng để bụi vào ảnh, nó sẽ xấu nhé. Mình sẽ cán lên đây cho nó một tấm kính cường lực để nó bảo vệ cái mặt ảnh cho nó không bị xước, với lại nó không bị bay màu và nó sẽ trong hơn. Cái cán này thì các bạn cán nguội nhé, mình đã cán rồi, nó rất là phẳng và đẹp. Các bạn nhớ là để đừng để bụi vào, nó sẽ rất là xấu nếu mà khi các bạn để bụi vào. Ok, mình đã cán xong rồi thì bây giờ mình sẽ cán lên cái giấy dạ quang này. Bạn bóc cái lớp này ra nhé, thì cái lớp này đằng sau này nó có một cái lớp keo nữa. Mình sẽ cán lên đây. Cái này ép, các bạn ép nguội đi nhé. Vì sao mình dùng máy ép này? Bởi vì ép để cho nó đều và keo nó không bị bọt và nó mịn hơn. Còn nếu mà mình không dùng máy ép, mình dán bằng tay nó hay bị bọt, nó hay nhăn như này. Nên là các bạn cán không cần phải cán lạnh mà chỉ cần không cần cán nhiệt, chỉ cần cán lạnh nó ok rồi. Bây giờ thì mình đã cán được xong ảnh lên một lớp cường lực và một lớp dạ quang, và bây giờ mình sẽ tiến hành để mình cắt cái này cho nó vừa cái phôi ốp này nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái ảnh này theo cái phôi của iPhone X nhé. Cái ảnh này thì mình sẽ in to hơn cái phôi một chút thì khi mình cắt như này nó không bị mất chi tiết ảnh, nó không bị ra ngoài cái mép trắng ấy, nó vẫn ở trong cái ảnh. Các bạn căn làm sao cho nó đều đẹp được. Những cái này mình căn như thế này là khá là đẹp rồi. Ok, nó cắt xong rồi. Bây giờ thì mình đã có một chiếc ảnh hình phôi iPhone X. Bây giờ thì mình sẽ gắn cái phôi này vào trong chiếc phôi của iPhone X. Sau khi cán ép và cắt xong, mình được một chiếc phôi như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn vào cái phôi ốp này nhé. Đây là cái phôi ốp này, nó có một cái gờ để cho mình gắn cái ảnh lên. Đó. Khi mình gắn ảnh lên thì nó sẽ phẳng cái gờ này và mình sờ góc mép này nó sẽ không bao giờ để lại vết cấn nữa. Đây là cái gờ để mình gắn phôi nhé. Các bạn sẽ bóc cái này ra, bởi vì cái giấy này nó có một cái lớp keo đằng sau. Bóc cái giấy nó đằng sau ra thì mình đã có sẵn một lớp keo rồi, và cái lớp keo này nó bám rất là chặt, các bạn yên tâm không mà bong được, mình đảm bảo luôn. Đây, các bạn căn vào hai góc là xong rồi. Bạn nhớ căn bằng hai góc vào, không thì các bạn dán lệch nó sẽ bị gồ lên mép ốp, nó sẽ bị cấn, tay cầm nó sẽ bị cấn và nó sẽ để lại các cái bọt khí rất là xấu. Các bạn miết bố xung quanh để cho keo nó bám đều lên phôi ốp. À, khi dán xong này các bạn thấy không? Cái đường mép này nó rất là mịn bằng luôn. Đó, rất là mịn luôn, không để lại một vết gờ nào lên cả. Giờ mình sẽ bóc cái siêu này ra nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đây là một chiếc ảnh rất là đẹp này, các bạn nhìn đường nét này cực kỳ là mịn. Đấy, và bằng phẳng. Đấy, một chiếc phôi ốp rất là đẹp. Đây là một chiếc ảnh ngôi nhà Giáng sinh và cây thông Noel ở ngoài rất là ấm áp. Bây giờ mình sẽ thử cái ốp này vào trong môi trường tối xem nó như nào nhé. Đây là một chiếc ốp phát sáng, nên là mình sẽ đưa thử vào trong phòng tối xem là nó có phát sáng không nhá. Nó đã phát sáng dần, các bạn thấy không, nó rất là sáng đẹp không. Đây là kính ngôi nhà này, rồi cái thông Noel có ngọn đèn đỏ nó vẫn cứ đỏ và ngôi nhà nó đã sáng này. Mình quay đi này. Đấy, nó sáng ánh trên tường này, các bạn nhìn thấy không, nó sáng cả trên tường này, sáng nhìn rõ cái ốp luôn. Rồi các bạn quay ra này, đó đây là cái ốp phát sáng các bạn nhé. Đó. Đây, ngọn đèn đỏ này nó vẫn đỏ này, ngôi nhà vẫn sáng này, rất là đẹp các bạn ạ, một món quà cực kỳ là ý nghĩa. Bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài, nó lại là một chiếc ốp hình ảnh rất là sắc nét. Đó. Đó. Đây là ảnh bên ngoài của nó đây. Đó. Màu bên ngoài màu thực, nhìn nó rất là bóng và đẹp. Đây, cái nền đỏ vừa nó cũng sáng đỏ luôn các bạn nhé. Rất là đẹp và ý nghĩa. Rồi, cảm ơn mọi người.